Xin chào mọi người, Jessie rất vui khi có mặt ngày hôm nay và tham gia buổi trò chuyện này. Thật ra trùng hợp thì câu nói đó nó cũng là một trong những câu nói mà Jessie rất là thích và nó gần giống với kim chỉ nam của Jessie, đó là Everything is a choice. Mọi thứ trên cuộc đời này và trong cuộc sống này là đều là cái sự lựa chọn của bạn. Bạn muốn có một làn da đẹp thì bạn phải dành thời gian để lắng nghe và tìm hiểu về làn da của mình, xem nó là cần những cái gì, thiếu cái gì mà chúng ta cần phải bổ sung cái gì cho làn da của mình. Bạn có thể thấy là dù ở cái bất kỳ độ tuổi nào thì người Hàn Quốc họ cũng có một cái làn da rất là căng bóng và lúc nào cũng tươi trẻ. Chính vì vậy là cái quá trình dưỡng da của Jessie có rất là nhiều ảnh hưởng bởi phong cách làm đẹp của người Hàn Quốc. Sau bước tăng cường độ ẩm thì Jessie sẽ tiếp tục bôi cái serum tinh chất dưỡng Time Treasure của Suwashu là dòng thông đỏ. Đây là cái dòng mà mỹ phẩm mà Jessie tâm đắc nhất của Suwashu và nó mang lại cho Jessie một cái hiệu quả thực sự là rất là ấn tượng. Jessie cũng dành thời gian để đến spa mỗi cuối tuần để làm sạch cho làn da sau một tuần phải di chuyển, công tác, hội họp thì có thể như là làn da của mình sẽ có khá là nhiều bụi bặm, và khi đi spa các bạn kỹ thuật viên sẽ giúp chúng ta có một cái làn da sạch sâu từ bên trong và sẽ làm cho mình sẽ cảm thấy vui vẻ và khỏe khoắn hơn. Điều làm cho Jessie cảm thấy hạnh phúc đó chính là được là chính mình, được làm công việc của mình yêu thích, được thấy gia đình của mình lúc nào cũng khỏe mạnh, và điều đặc biệt đó chính là làm chủ của chính bản thân mình.